Zhangko Tabei, người phụ nữ đầu tiên leo lên đến đỉnh núi Everest. Vận động viên leo núi người Nhật Bản Zhangko Tabei, sinh năm 1939, đã trở thành nữ nhân đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào ngày 16 tháng 5 năm 1975. Sự nghiệp leo núi của Tabei bắt đầu từ năm 10 tuổi, khi cô bé leo núi Nasu với một giáo viên. Tabei tiếp tục leo núi khi học đại học, chuyên ngành văn học Anh, và trở thành giáo viên. Ngoài giờ học, cô thành lập câu lạc bộ phụ nữ leo núi, LCC, đầu tiên của Nhật Bản giữa bối cảnh tuy nữ nhân có việc làm đầy nhưng chỉ là chân phục vụ trà thuốc cho các đồng nghiệp nam. Năm 1970, Tabei dẫn LCC leo ngọn Annapurna 3, chuyến đi truyền cảm hứng cho họ đăng ký leo đỉnh Everest. Trong khi cô vẫn đang trong danh sách đợi, câu chuyện của Tabei đã tạo nên một làn sóng quan tâm, và cô được một tờ báo và truyền hình Nippon tài trợ, bất chấp việc đại đa số đều khuyên cô nên ở nhà bên con cái cho lành. Khát khao leo núi của Tabei trái ngược với văn hóa Nhật Bản cũng như câu thành ngữ đại ý cái định nào nhoi lên sẽ bị nhổ bỏ. Với người Nhật, trả lời câu hỏi hay thú nhận rằng mình không biết gì là cả một nỗi bẽ bàng. Nhưng Tabei đã dám trả lời câu hỏi và bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối bởi đó là phần tất yếu để trở thành nhà leo núi thành công. Khi ở trên ngọn núi trong những điều kiện khắc nghiệt, ta phải có khả năng thừa nhận rằng mình cần đi chậm lại đôi chút. Khi Tabei dẫn nhóm leo núi gồm 14 nữ thành viên chinh phục đỉnh Everest, họ đã bị chôn vùi dưới cơn bão tuyết. Người dân Himalaya sống ở vùng giáp danh giữa Tây Tạng và Nội Mông đã đào tuyết cứu họ ra, và họ lại tiếp tục leo trong 2 ngày sau đó. Nhóm đã leo tới đỉnh sau 12 ngày. Năm 1992, Tabei trở thành nữ nhân đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh, những điểm cao nhất thuộc mọi châu lục. Tính đến nay, Tabei đã leo được gần 70 ngọn núi lớn. Bà cũng chiến thắng quan điểm cũ kỹ của Nhật Bản về phụ nữ khi trở thành một nhà diễn thuyết, nhà bảo tồn môi trường và một nguồn cảm hứng cho mọi nữ nhân dám trở thành cái đinh nhoi lên.